kẽm, nguyên tố vi lượng không thể thiếu, giúp cây trồng chống nóng và tăng khả năng kháng bệnh. Trên thị trường, sản phẩm kẽm thông minh SmartZinc đã được tích hợp trong các loại phân bón chuyên dùng. Vậy kẽm thông minh SmartZinc là gì? Và khi cây trồng gặp phải thời tiết bất lợi thì vai trò của kẽm thông minh sẽ được thể hiện ra sao? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần tư vấn của Thạc sĩ Phan Văn Tâm, Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Như thường lệ, nhà nông sẽ có cơ hội trúng thưởng với phần quà trị giá 300.000 đồng khi tham gia trả lời câu hỏi ở cuối chương trình. Mời quý vị bà con theo dõi và tham gia để nhận quà. Kính chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, canh tác cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu thì điều tiên quyết là cần phải tăng cường sức chống chịu cho cây. Điều này sẽ giúp cây thích ứng với điều kiện bất lợi của thời tiết. Kết quả nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng vi lượng là nguyên tố của chất lượng. Trong đó thì kẽm được đánh giá là nguyên tố đóng vai trò vừa tăng khả năng chống nóng, vừa tăng khả năng kháng bệnh cho mọi loại cây. Hiện nay trên thị trường, các sản phẩm kẽm thông minh SmartZinc được tích hợp trong các loại phân bón chuyên dùng cho cây trồng đã cho thấy hiệu quả trong việc giúp cây phát triển tốt, đạt năng suất cao. Vai trò của SmartZinc đối với cây trồng cũng chính là nội dung chương trình ngày hôm nay gửi đến quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Phân bón là nguồn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho các loại cây trồng. Bên cạnh đa lượng thì vai trò của dinh dưỡng vi lượng rất quan trọng. Và kẽm là một trong những vi lượng quan trọng nhất vì sự có mặt trong toàn bộ quá trình sinh trưởng, sinh sản, tạo hạt giống cũng như điều chỉnh độ tăng trưởng, bảo vệ cây trồng chống các loại dịch bệnh. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, cây trồng càng cần phải tăng khả năng chống chịu và thích ứng. Việc chọn sử dụng phân bón cung cấp đủ các thành phần dinh dưỡng, nhất là vi lượng kẽm là rất quan trọng. Hiện nay, hầu hết các nhà vườn đều đã bắt đầu ý thức về điều này. Quá trình canh tác, bà con dần cân nhắc các thành phần phân bón có bổ sung trung vi lượng, đặc biệt là kẽm trước khi sử dụng để đảm bảo năng suất, tăng khả năng chống chịu của cây và cải thiện đất. Ưu điểm của cái Bình Điền là nó tan từ từ, nó tan mình bón xong là khoảng 12 ngày thì cái phân nó vẫn còn, nó tan từ từ để cho cái lượng cây rễ nó ăn mọi lúc, mọi giai đoạn đều được chứ nó không phải như loại khác khi mà mưa lớn thì nó rửa trôi. Hiện tại đã sử dụng 6 năm thì thấy cái hiệu quả của nó cũng không có bị mất đi mà thấy nó còn ngày tiến bộ. Chẳng hạn như lúc trước thì nó chưa có TE, sau này nó có TE lên thì cây nó xanh, nó bóng, nó mượt, nó đủ chất hơn, thấy nó phát triển hơn trước, ngày càng tiến bộ. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Kẽm Quốc tế AGA, đã xác định kẽm là yếu tố dinh dưỡng có vai trò quan trọng thứ ba làm ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch ngũ cốc. Kẽm chỉ đứng sau đạm và lân. Hiện nay, nhiều loại cây trồng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thiếu kẽm trong nhiều loại đất thuộc các khu vực canh tác nông nghiệp trên thế giới. Tại Việt Nam, các nhà khoa học cho biết hầu hết các đất nông nghiệp nói chung, sau thời gian dài canh tác, nếu nhà vườn không chú ý bồi bổ, cải tạo sau mỗi mùa vụ, thì tình trạng đất cằn cỗi, chua hóa sẽ diễn ra. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho năng suất mùa vụ suy giảm sau thời gian thâm canh dài. Vì lý do là vì đất càng chua sẽ càng giải phóng nhiều ion nhôm, một chất có độc tính cao với hầu hết các sinh vật và là nguyên nhân chính gây hại cho cây trồng. Và khi được hấp thụ vào rễ sẽ khiến rễ phát triển không bình thường, có thể gây thối rễ. Bên cạnh đó, đất càng chua thì sẽ hòa tan càng nhiều mangan và sắt. Đây cũng là những nguyên tố gây độc cho cây trồng nếu ở nồng độ cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy đất có độ pH 4 thì khi bón 100kg đạm, hiệu quả sử dụng của cây sẽ vào khoảng 35-40kg. Khi độ pH lên 4,5-5 thì hiệu quả sử dụng phân sẽ là 40-45kg trên 100kg đạm. Điều này cho thấy cải thiện độ pH đất sẽ đồng nghĩa với việc có thể tiết kiệm được phân bón. Cung cấp đầy đủ cân đối đa trung vi lượng kết hợp với hữu cơ, bón phân theo nguyên tắc 4 đúng là giải pháp giúp cải tạo tình trạng độ pH, độ phì của đất. Với kẽm, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kẽm còn giúp cho việc tăng cường khả năng sử dụng đạm và lân trong cây. Thiếu kẽm có thể làm giảm năng suất tới 50% mà không biểu hiện triệu chứng gì.
Tuy nhiên, hầu hết các dòng phân bón kẽm trước nay lại mang nhiều nhược điểm là hòa tan trong nước nên dễ bị thất thoát, rửa trôi. Điều này buộc nông dân phải tăng lượng bón và bón thường xuyên hơn, gây lãng phí. Trên cái bưởi này á, giai đoạn mà nếu mà mình để cho đất á, mình không cải tạo được cái độ pH cho đất á. Trước đây á, là mình không có khoa học can thiệp vô á, mình bị cái pH nó cao quá thì cái độ chua nó nhiều, thì người ta chỉ tưởng là cây của mình nó xấu, người ta cho phân nhiều. Nhưng mà quan trọng nhất cái độ pH, làm sao mà cải thiện được độ pH thì là cái cây bưởi nó sẽ hợp. pH của cây bưởi nó hợp là khoảng chừng 5.5 đến 6.5. Làm sao cải thiện được cái đó là cây bưởi mình nó hoàn thành. Sau khi thu hoạch thì lúc này là mình tăng cái lượng là hữu cơ. Hữu cơ để mình sau khi mà thu hoạch xong rồi cây nó thiếu dinh dưỡng, mình bỏ một lượng hữu cơ. Thường một cây này phải 5 kg hữu cơ. Rồi khoảng cho cây nó hồi phục lại. Sau đó là mình mới mình gãi là cái phân mà NPK mà đầu trâu để ủng hộ cái cây mình lại. Hiện nay, nhằm giảm sự thất thoát dinh dưỡng trong phân bón do bay hơi, rửa trôi, đồng thời gia tăng hiệu quả sử dụng phân bón và bảo vệ môi trường, các nhà khoa học đã ứng dụng vật liệu polymer và công nghệ polymer bọc vào phân bón. Riêng với vi lượng, các nhà khoa học sử dụng polyphosphate là một dạng polymer vô cơ để bọc các phân tử vi lượng lại, gọi chung là vi lượng thông minh. Một trong những sản phẩm từ công nghệ này là SmartZinc, kẽm thông minh. Theo đó, trong quá trình phát triển, cây trồng tiết ra một số chất sinh hóa hay còn gọi là axit vào đất. Kẽm thông minh SmartZinc tan vào các chất sinh hóa này và được rễ cây hấp thụ, không tan trong nước. Từ đó, cây trồng sẽ chủ động kiểm soát lượng kẽm mà cây cần hấp thu. Việc sử dụng phân bón của nhà vườn vì vậy sẽ hiệu quả và tiết kiệm hơn. Ngoài cung cấp kẽm hiệu quả, SmartZinc còn cung cấp magie và lân, nhờ đó cây trồng sẽ sinh trưởng tốt hơn. Hiện tại, vi lượng kẽm thông minh cũng đã được nhiều đơn vị phân bón uy tín ứng dụng vào các sản phẩm phân bón chuyên dùng cho từng đối tượng cây trồng khác nhau. Như với cây ăn trái là các sản phẩm đầu trâu AT1, AT2, AT3, đầu trâu nuôi trái. Với cà phê là các sản phẩm đầu trâu tăng trưởng, chắc hạt, mùa khô và mùa mưa. Trước đây thì cành rất là ít. Vâng, cành ngắn mà cành ít. Ví dụ mình tới mà để mà phân bổ một củ cái mầm hoa cành á thì chỉ được khoảng 4 đến 5 chùm hoa thôi. Ngày tôi sử dụng cái đầu trâu thì bây giờ là như cà của tôi đây phải được 10 đến 15 chùm hoa trên một cành. Đấy là cành cà kinh doanh nha, chứ không phải cành tơ. Đây này. Đây cà này là cà vào năm thứ 9 cả rồi. Cứ mỗi một cây này là trung bình là vào khoảng 7 kg rưỡi nhân. Nếu mà như vùng này là khoảng 8 kg đấy. Nhưng mà mình gọi là tổng quát lại mình chia trung bình ra là nó vào 1 hecta vào khoảng 7 tấn rưỡi. Các nhà khoa học khuyến cáo thời điểm khó khăn của tình hình giá cả dịch COVID-19 và sự bất lợi của thời tiết đã ảnh hưởng, nhà vườn càng cần phải chọn giải pháp canh tác phù hợp, áp dụng quy trình bón phân cân đối để vừa tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, duy trì năng suất, đảm bảo sản xuất bền vững. Thưa quý vị, thưa bà con, trong điều kiện biến đổi khí hậu, cây trồng càng cần phải tăng khả năng chống chịu và thích ứng. Việc chọn sử dụng phân bón cung cấp đủ các thành phần dinh dưỡng, nhất là vi lượng kẽm thông minh là rất quan trọng. Vì kẽm thông minh SmartZinc đóng vai trò là kho dinh dưỡng liên tục trong suốt thời kỳ sinh trưởng của cây trồng sẽ giúp giải quyết các vấn đề đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đúng lúc và đúng liều lượng cho cây trồng. Là yếu tố dinh dưỡng có vai trò quan trọng thứ ba làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, kẽm chỉ đứng sau đạm và lân. Bón phân cân đối hợp lý đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất đa, trung, vi lượng, đặc biệt là kẽm, chính là yếu tố quan trọng được các nhà khoa học khuyến cáo nông dân cần tìm hiểu và áp dụng để canh tác hiệu quả bền vững. Thì ở vùng Tây Nguyên chúng ta biết thì bà con nông dân hiện nay cũng sử dụng cái kẽm rất nhiều, tuy nhiên không hiệu quả do chúng ta sử dụng một cách riêng lẻ và sử dụng ví dụ như là kẽm xuân phát thì thường dễ bị rửa trôi, nên là cái cây trồng sử dụng không được nhiều. Và có những lúc cây trồng cần vào những giai đoạn là thụ phấn thì cái kẽm nó không phát huy được tác dụng. Và thứ hai thì những loại cây trồng ăn trái chúng ta biết thì chơi nó nhóm cam quýt thì đối với kẽm và magie là hai cái chất rất là quan trọng. Nếu như thiếu cái chất này
thì chúng ta thay cái trái hoặc là dễ xảy ra những cái bệnh được gọi là bệnh renin. Và hiện nay có nhiều cái chất người ta cần phải bổ sung, các nhà khoa học khuyến cáo nên bổ sung cái kẽm vào cho các loại cây trồng, đây là một điều rất cần thiết. Hay là trên cây lúa thì qua kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học cũng như kết quả nghiên cứu từ công ty cổ phần phân bón Hoàng Điền từ năm 1999, thì khi mà bổ sung trên dòng lúa mà bổ sung cái kẽm và magie vào trong các loại phân chuyên dùng thì cho thấy về năng suất cũng như chất lượng mùi thơm của gạo nó cũng gia tăng. Chính điều đó mà thời gian qua các nhà khoa học nghiên cứu đưa những tổ hợp kẽm vào trong sản phẩm. Vì vậy thì thời gian qua Bình Điền mới là phối hợp với các nhà khoa học đến từ Mỹ, chúng tôi mới đưa và nghiên cứu cũng như là khảo nghiệm cái chất gọi là Smaxin. Tại sao gọi nó là Smaxin? Thì đây nó là một cái nhóm tổ hợp gồm 3 cái thành phần. Trong đó thì kẽm là chiếm đa số, nó khoảng 19%. Lân và magie, ở trong đó lân thì khoảng là 15%, còn lại là khoảng 9% magie. Thì 3 cái chất này tạo thành tổ hợp. Và tại sao gọi là thông minh? Tại vì 3 cái tổ này khi mà chúng ta bón cho cây trồng thì nó sẽ nằm ở trong đất. Khi cây trồng có nhu cầu thì nó mới phóng thích ra để cho cây trồng sử dụng. Đối với cây công nghiệp, đặc biệt là nhóm cây cà phê và tiêu, thì sau kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Nông lâm Tây Nguyên đó, thì người ta thấy là khi bổ sung cái kẽm vào cây trong giai đoạn sau thu hoạch hay là trước khi ra bông thì cái khả năng đậu quả cũng khả năng thụ phấn của cây rất là tốt. Chính điều đó mà thời gian qua nhiều bà con mình mới là sử dụng cái xung phát kẽm rất là nhiều. Tuy nhiên thì như tôi nói thì bà con mình sử dụng một cách rời rạc, sử dụng một cách phối trộn bên ngoài thì khi đưa vào đất, đặc biệt là đất Tây Nguyên thì dễ bị rửa trôi và cây hấp thu không được nhiều. Hoặc là những lúc bà con bón nhiều quá thì gây thành những trường hợp là ngộ độc kẽm. Thì chính điều đó mà phân bón Đầu Trâu chúng tôi mới là đưa ra cái dòng sản phẩm chuyên cho cà phê đó, thì từ mùa khô cho đến mùa mưa. Mùa khô thì chúng ta có Đầu Trâu mùa khô, mùa mưa thì có Đầu Trâu mùa mưa, Đầu Trâu tăng trưởng và Đầu Trâu chắc hạt. Thì ba cái nhóm này được bổ sung Smart kẽm vào. Thì như tôi nói, Smart kẽm là nó một cái hỗn hợp gồm có 3 cái thành phần, gồm có kẽm, lân và magie, thì nó cung cấp cái kẽm và magie cho cây vào những thời điểm mà cây cần nhất. Khi cây cần là nó có, tại vì khi chúng ta bón vào đất thì cái lượng kẽm và magie này nằm ở trong đất rồi. Khi nào cây cần, rễ nó hút ra, tiết axit hút thì cái dinh dưỡng này nó mới tiết ra cho cây trồng. Chính điều đó mà nó cung cấp cho cây một cách kịp thời, giúp cho cây trong quá trình thụ phấn rất là tốt và giúp cho cây vượt qua những giai đoạn khắc nghiệt của mùa khô, cũng như giúp cho cây nuôi trái và tốt nhất ở trong giai đoạn mùa mưa. Hiện nay thì sản phẩm cây ăn trái của Bình Điền chia ra những cái nhóm khác nhau. Nhóm cây ăn trái như là AT1, AT2, AT3 và nhóm Đầu Trâu nuôi trái. Khi Bình Điền sản xuất, chúng tôi có những nhóm đó. Tuy nhiên, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là chúng tôi đưa một cái nhóm cây ăn trái khác. Và nhóm miền Đông, Tây Nguyên là chúng tôi cũng đưa nhóm cây ăn trái khác. Thì chúng ta thấy hai cái nhóm này, hai bao bì khác nhau. Chính bao bì khác nhau này để chúng tôi phân biệt được là gì? Khi chúng tôi sản xuất, khi mà đưa về cho khu vực bà con nông dân ở khu vực miền Đông, thì chúng tôi đưa cái bộ sản phẩm AT khác. Thành phần đạm lân kali nó có thể không thay đổi, nhưng ở trong miền Đông thì chúng tôi bổ sung cái trung quy lượng khác nhau. Đặc biệt là như tôi nói là bổ sung cái smart kẽm vào ở trong cái sản phẩm này. Chúng ta biết thì ở vùng bưởi Tân Triều hay là hiện nay một số cái bưởi hiện nay da xanh cũng đang phát triển rất là mạnh ở khu vực miền Đông. Thì hiện nay chính cái việc đó mà chúng tôi khi mà đưa những cái thành phần này vào thì bà con mình sử dụng những sản phẩm này cho khu vực miền Đông rất là tốt, rất là hiệu quả. Bởi vì chúng ta biết khu vực miền Đông, cái đất nó cũng thuộc cái nhìn mà từ đất đỏ đi xuống thì chúng ta thấy. Tuy nhiên ở trong phần đó, cái thành phần trung quy lượng ở trong đó nó cũng khác đi so với khu vực khác. Chính điều đó mà các nhà khoa học của Bình Điền khi đưa sản phẩm phân chuyên dùng ăn trái này, AT1, AT2, AT3 và Đầu Trâu nuôi trái, thì chúng tôi cũng bổ sung thêm các cái trung quy lượng khác nhau và đưa cái liều lượng của smart kẽm cũng khác nhau so với cái sản phẩm ở khu vực đồng bằng sông Long. Chính điều đó nó mới phát huy được tác dụng khi bà con sử dụng sản phẩm này. Mục đích của chúng tôi là làm sao giúp cho con mình gia tăng được cái hiệu quả sử dụng khi sử dụng sản phẩm trên một cái đơn vị hecta như vậy, giúp cho trái nó cũng tốt hơn, giúp cho nó giảm đi những số bệnh cho cây trồng. Và như vậy thì bà con mình canh tác ngày một hiệu quả.
Thưa quý vị, thưa bà con, thời gian qua chương trình Canh tác thông minh nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và bà con. Để chương trình ngày càng hay hơn và sát với tình hình sản xuất của bà con nông dân trên cả nước, Ban Cố vấn và Ban biên tập chương trình Canh tác thông minh rất mong sẽ tiếp tục nhận được những đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới và cách làm hay, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thư từ góp ý cho chương trình, quý vị và bà con gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con cũng có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và bà con cùng tham gia phần câu hỏi giao lưu khán giả. Giải đáp câu hỏi tuần trước, hàm lượng đạm, lân, kali có tỷ lệ 2:1:2 là thích hợp nhất cho cây cao su thời kỳ kinh doanh khai thác. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Thị Bảo Ngân, tỉnh Gia Lai đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đáp án đúng là B của câu hỏi. Phần quà là một cạc điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, Smartsyn trong các sản phẩm phân bón đầu trâu nhằm mục đích gì? A. Chỉ cung cấp kẽm cho cây trồng. B. Cung cấp kẽm dạng thông minh, magie và lân cho cây trồng. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng. Ví dụ nếu quý vị chọn đáp án A thì nhắn tin với cú pháp CTTM khoảng cách A. Còn nếu chọn đáp án B thì nhắn tin là CTTM khoảng cách B và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thanh long là cây trồng mẫn cảm với mặn. Mùa khô năm 2021 với nhiều dự báo khắc nghiệt, khó đoán biết, nhà vườn cần chuẩn bị điều gì để giúp cây thanh long ứng phó tình hình hạn mặn sắp tới? Đâu là giải pháp chăm sóc thanh long hiệu quả, tránh thiệt hại trong thời điểm này? Nội dung cụ thể với phần tư vấn chi tiết của tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, nguyên giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021. Và như thường lệ, bà con khi tham gia trả lời ở phần câu hỏi giao lưu khán giả sẽ có cơ hội nhận phần quà trị giá 300.000 đồng từ chương trình.